Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay ngày 17 tháng 2 năm 2020 thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành lại tiếp tục làm clip giới thiệu tới toàn thể quý vị trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ gõ đỏ cột 14 cột liền yếm liền và quây cũng là quây liền hai tầng cổ. Chúng tôi giới thiệu sơ qua phần mộc cho quý vị theo dõi. Đây là bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ gõ đỏ cột 14. Đây là những chiếc cuốn thư đây. Tôi giới thiệu thêm. Vâng, và cùng đi vào đường nét chi tiết của bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng này thì kích thước của chiếc ghế già là chúng tôi làm dài 2m90, sâu 72 và cao 1m27. Toàn bộ phần vách là chúng tôi đục tứ quý, 4 mùa xuân hạ thu đông. Và hai còn gọi là tùng cúc trúc mai đấy. Và phần khuôn mặt chúng tôi chọn vân rất là kỹ. Toàn bộ phần khuôn chúng tôi làm dày 4 phân và ván dày 2 phân. Phần trương chúng tôi làm cao 1m27. Bộ này là toàn bộ phần vách chúng tôi đục bằng tay, thủ công 100%. Và hai chiếc cột ở giữa chiếc ghế dài đây nhìn những chú ngê rất là dữ. Vách giữa của chiếc ghế dài chúng tôi đục sen cỏ. Và đằng sau chiếc ghế dài đây là hai chiếc ghế đơn thì lát chúng tôi sẽ giới thiệu sau. Toàn bộ phần cột là chúng tôi làm cột liền. Phần tay chúng tôi làm trơn. Bộ này là bộ gồm có 6 món, một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn to, một đôn và một bàn trà. Chúng tôi đang giới thiệu phần mộc đây. Thì trước khi hoàn thiện bàn giao quý khách thì chúng tôi sẽ quay lại phần mộc một lượt để quý vị có thể xem được kỹ hơn về gỗ và về kích thước và về phần vân. Quý vị nào muốn sở hữu bộ bàn ghế này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và gần Tết 2020 thì chúng tôi cũng có nhận đạt được một đơn đặt hàng của khách hàng ngoài Nam Định, bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ Hương Vân cột 14. Thì sắp tới đây chúng tôi sẽ bàn giao. Chúng tôi còn rất nhiều bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng đẹp nữa, bằng chất liệu gỗ Hương Vân, hương đá và gỗ mun. Quý vị có thể về cơ sở để xem hàng trực tiếp. Quý vị có thể liên hệ theo hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị về gỗ và kích thước để quý vị có thể biết thêm về sản phẩm. Và đây là những chiếc sập bằng gỗ mun hoa đây, rất là đắt tiền. Chúng tôi sẽ quay từ sau ra trước cho quý vị xem đây. Bộ bàn ghế này được làm 100% bằng chất liệu gỗ gõ đỏ Nam Phi. Cột liền, yếm liền. Khuôn mặt chúng tôi làm 4 phân và ván chúng tôi làm dày 2 phân. Chúng ta cùng ngắm lại một lần nữa toàn cảnh bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng. Gỗ gõ đỏ vách đục tứ quý cột 14 cột liền. Chúng tôi cũng còn rất nhiều những bộ cột chắp thì giá thành nó sẽ hạ hơn là những bộ cột liền. Cột liền thì chúng tôi yêu cầu người thợ phải làm kỹ thuật hơn thì giá thành nó có đắt hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Trung bình một ngày chúng tôi tải từ 2 đến 4 video thì quý vị có thể theo dõi được. Quý vị hãy bấm vào đăng ký kênh và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.